Minh Vy chào mừng quý vị đang đến với bản tin FPNC tối ngày 11 tháng 7 năm 2016. Trong phần đầu của bản tin ngày hôm nay, thì Minh Vy xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết Fosha sai phạm nghiêm trọng khi tự ý thay đổi công nghệ. Trung Quốc xem xét mở cửa nhập khẩu chính ngạch cho các sản phẩm sữa của Việt Nam. Nhưng trước hết sẽ là thông tin chính phủ thừa nhận trước Quốc hội khó đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát của năm nay. Thưa quý vị, trước diễn biến tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm nay tại phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào sáng nay, chính phủ nhận định mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% trong năm nay là bất khả thi, lạm phát cũng khó giữ ở mức 5%. Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm và dự báo 6 tháng cuối năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dẫn chứng các dữ liệu cho thấy nền kinh tế nửa đầu năm nay tăng trưởng kém hơn hẳn 6 tháng đầu năm ngoái. Cụ thể, GDP nửa đầu năm tăng 5,52%, thấp hơn nhiều so với mức 6,4% cùng kỳ năm 2015. Sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng không chỉ đến từ khu vực nông nghiệp do thiên tai, môi trường, mà cả trong công nghiệp. Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế được Quốc hội đề ra là 6,7%, thì 6 tháng cuối năm tăng trưởng GDP phải đạt 7,6%, cao hơn 2% so với 6 tháng đầu năm. Đây là mức tăng trưởng khá cao trong bối cảnh hiện nay không còn dư địa hoặc rất khó khăn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khoá. Riêng chỉ số giá tiêu dùng CPI 6 tháng đầu năm nay đã tăng 2,35% so với tháng 12 năm 2015. Đáng lưu ý là CPI tăng liên tục kể từ tháng 11 năm 2015 đến nay. 6 tháng cuối năm, CPI sẽ còn chịu tác động của việc tăng giá dịch vụ y tế, giáo dục theo lộ trình. Giá dầu thế giới có xu hướng tăng trở lại và giá lương thực thực phẩm vào mùa mưa bão nên áp lực lên mục tiêu 5% là rất lớn. Cũng tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi được chất vấn về vụ việc nhà máy của Phomosa gây hiện tượng cá chết ở miền Trung, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết đã phát hiện hàng loạt sai phạm của nhà máy này, trong đó có việc tự ý thay đổi công nghệ xử lý thải. Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Formosa Hà Tĩnh đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, có 6 nhà thầu nước ngoài mà chủ yếu là Trung Quốc liên quan tới việc chuyển giao công nghệ, lắp ghép thiết bị, vận hành xử lý nước thải. Qua kiểm tra, Bộ đã phát hiện 53 vi phạm hành chính liên quan tới cả quá trình thiết kế, vận hành, xây dựng thi công nhà máy. Công ty cũng đã để xảy ra sự cố về điện, hệ thống xử lý chưa đáp ứng đúng quy định của pháp luật và cơ quan quản lý. Nghiêm trọng nhất là Formosa Hà Tĩnh đã tự ý thay đổi, điều chỉnh công nghệ xử lý cốc khô, công nghệ thân thiện với môi trường sang xử lý cốc ướt, công nghệ phát tán nhiều chất thải, đặc biệt là khí thải ra môi trường. Dù việc thay đổi này không liên quan tới sự cố môi trường gây hiện tượng cá chết hàng loạt, nhưng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Hiện lò luyện cốc của nhà máy mới này đang chạy thử với một phần tư công suất, vì ô nhiễm vừa qua chủ yếu do có sự cố. Vào cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra quá trình chuẩn bị thực hiện dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Phó Thủ tướng chỉ đạo chậm nhất đến năm 2019 phải khởi công xây dựng sân bay Long Thành. Hiện tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch hai khu tái định cư gồm Lộc An, Bình Sơn và khu tái định cư Bình Sơn, diện tích mỗi khu là hơn 282 ha để di dời hơn 4.700 hộ dân bị ảnh hưởng do dự án. Trước đó, tỉnh đã kiến nghị chính phủ cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập, đồng thời giao cho tỉnh lập thủ tục thu hồi đất ngay trong năm 2016 để thực hiện đầu tư xây dựng hai khu tái định cư trên. Theo tỉnh Đồng Nai, nếu tiểu dự án này không được thực hiện ngay trong năm 2016, thì khó có khả năng khởi công dự án xây sân bay vào năm 2018 hoặc 2019. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành nằm trên địa bàn 6 xã gồm Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Long An, Long Phước và Bầu Cạn, huyện Long Thành. Dự án có diện tích đất thu hồi 5.000 ha, trong đó diện tích đất dùng cho xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không hơn 2.750 ha, diện tích đất quốc phòng hơn 1.000 ha, diện tích đất dành cho hạng mục phụ trợ và công nghiệp hàng không và các công trình thương mại khác là 1.200 ha. Trong buổi làm việc mới đây với Bộ Công thương đại diện Tổng cục giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc cho biết, cơ quan này đang xem xét việc mở cửa chính ngạch cho các mặt hàng sữa của Việt Nam theo yêu cầu từ phía Bộ Công thương Việt Nam. Theo Tổng cục giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch Trung Quốc, việc nhập khẩu sữa từ Việt Nam cũng sẽ qua các quy trình đánh giá giám định từ phía Trung Quốc. Phía Trung Quốc đề nghị Việt Nam cung cấp hồ sơ phục vụ cho việc đánh giá này. Sắp tới các chuyên gia Trung Quốc cũng sẽ đến các doanh nghiệp sản xuất sữa lớn của Việt Nam để khảo sát thêm. Theo Hiệp hội Sữa, việc Trung Quốc xem xét mở cửa chính ngạch cho các sản phẩm sữa Việt Nam mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường rộng lớn này. Theo ước tính sơ bộ, tổng giá trị thị trường sữa bột của Trung Quốc lên đến 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Là nước sản xuất sữa lớn thứ tư thế giới, nhưng Trung Quốc vẫn nhập lượng lớn sữa bột hàng năm. Dù vậy, nhiều năm qua, mặt hàng sữa Việt Nam chưa thể xuất sang thị trường này qua đường chính ngạch, do vướng các thủ tục kiểm dịch về chất lượng và an toàn thực phẩm từ phía Trung Quốc liên quan đến việc nợ thuế của công ty vàng phước sơn ở quảng nam trong phiên làm việc cuối tuần qua của đoàn công tác chính phủ với tỉnh quảng nam phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu tỉnh xem xét kỹ nếu doanh nghiệp chưa trả nợ thuế thì không cấp phép khai thác trở lại dù có được ngân hàng bảo lãnh trả nợ Trước đó vào đầu tháng 7, cục thuế Quảng Nam đã tiếp nhận chứng thư bảo lãnh của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á đối với khoản nợ của công ty Vàng Phước Sơn, trong đó cam kết từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 sẽ bắt đầu trả 334 tỷ đồng tiền nợ thuế của doanh nghiệp này và sẽ trả trong vòng 12 tháng. Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đánh giá chứng thư bảo lãnh là một trong những điều kiện để gia hạn cho công ty Vàng Phước Sơn. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh không có chuyện bảo lãnh chung chung mà phải làm rõ các chi tiết liên quan trả các khoản nợ có chế tài nếu không thực hiện đúng cam kết ràng buộc trách nhiệm của ngân hàng đối với cơ quan thuế địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ nghiên cứu phải thẩm định thật kỹ, nếu doanh nghiệp chưa trả được nợ thuế thì không cấp phép, trường hợp trả xong nợ cũng phải đảm bảo môi trường Trong chương mục con số mỗi ngày, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 3%. Đây là tỷ lệ đóng góp của doanh thu du lịch đồng bằng sông Cửu Long vào du lịch cả nước trong năm 2015. Số liệu vừa được Tổng cục Du lịch đưa ra tại Hội thảo Phát triển Du lịch đồng bằng sông Cửu Long tổ chức vào sáng ngày 11 tháng 7. Theo Tổng cục Du lịch, trong năm 2015, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đón tiếp và phục vụ trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế, đứng thứ tư cả nước, chiếm 8,27% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tổng số khách nội địa đạt hơn 18,1 triệu lượt, đứng thứ ba cả nước. Nhờ vậy, tổng thu của ngành năm 2015 đạt hơn 8.600 tỷ đồng. Tuy nhiên con số này chiếm chưa tới 3% tổng thu từ khách du lịch của cả nước. Mặc dù Đồng bằng sông Cửu Long đứng ở vị trí trung bình so với các vùng khác cả nước, nguyên nhân là ngành du lịch của vùng không có nhiều dịch vụ, sản phẩm hấp dẫn kích thích du khách chịu mở hầu bao. Tổng cục đề nghị Đồng bằng sông Cửu Long cần chú trọng nghiên cứu thị trường và những xu hướng mới của các thị trường khách du lịch đến với vùng để mạnh xúc tiến du lịch theo hướng chuyên nghiệp, khai thác triệt để các yếu tố đặc thù, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Vâng thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần đầu bản tin FBNC kỳ này. Ở phần tiếp theo thì Minh Vi xin chuyển đến quý vị những câu chuyện nổi bật trong nước. Tiêu thụ ô tô tháng 6 có dấu hiệu giảm nhiệt so với tháng trước. Cơ hội nào cho Việt Nam tiến lên nền y tế thông minh?